tin rằng bạn lại không tìm được một nửa của mình. Hồng nhan bạc phận đúng không ạ? Đó, ý dạ, em hồng nhan bạc phận. Xin mời bạn nữ của cặp đôi đầu tiên bước ra sân khấu. Xin mời bạn. Chào bạn, bạn tên là gì? Dạ, chào chị, em tên là Thùy Oanh. Anh năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay 29 tuổi. 29 tuổi, một vóc dáng rất là nhỏ nhắn, xinh xắn ha. Rồi, xin mời bạn trai. Rồi, chào em. Em có thấy mình đẹp trai không? Bình thường anh. Bộ đẹp lắm hả? Đẹp trai, em tên là gì? Dạ, em tên là Huỳnh Lê Đắc. Huỳnh Lê Đắc? Dạ. Là tự đắc đó hả? Quá. Tâm đắc. Tâm đắc. Coi như Quỳnh tâm đắc. Đâu có okay. Phải. Cái gì đắc là phải tâm đắc. Thôi vậy mua mai bán đắc đi ha. Dạ. Bao nhiêu tuổi rồi? Em 33. Mình hiện nay mình đang làm công việc gì vậy em? Dạ em đang làm thư ký của bên hội gôn thành phố Hồ Chí Minh đó chị. Thư ký bên hội gôn? Dạ đúng. Ồ vậy là mình cũng có đánh hay thần hay đánh gôn không? Dạ thì em cũng biết đánh, nhưng mà người ta đánh là banh nó đi, còn em đánh là gậy nó đi, con bánh ở lại. Rồi mình làm thư ký rồi mình đi theo hoài vậy mình không có để mắt được đồng chí nào sao? Dạ, thì chị biết là cái môi trường của em làm á thì phần lớn là những người thành đạt á. Đúng rồi. Thì cũng cỡ như anh Quyền Linh trở lên không, mà cái tuổi cũng cỡ vậy á chị. Mà chị hỏi anh Quyền Linh coi là anh có gia đình chưa? Người cái này tôi không đồng ý với bạn, nhiều người đánh gôn chưa có gia đình lắm. Vậy anh Linh giới thiệu cho em đi. Đó. Mình làm cái công việc đó có mất nhiều thời gian không? Dạ thì em làm về hành chánh không mà chị, cũng không có bận rộn lắm. Nhưng mà không biết làm sao đàn ông ta thấy em ta sợ hay sao á chị. Có nghĩa là em hơi khó gần đối với những người lạ đó. Hơi kiêu kỳ một tí. Còn ngoài cái đó ra còn gì nữa? Dạ thì em... Điểm mạnh, điểm yếu của mình. Điểm mạnh của em thì hay giúp đỡ người khác. Có nghĩa là rất là hay cảm thông, chia sẻ với những người khó khăn hay là có người ta không có may mắn. Cái... Quá tốt, dạ. Còn khuyết điểm? Còn cái khuyết điểm thì ở nhà thì hơi tiểu thư một tí. Rồi hơi nhõng nhẽo một chút xíu. Không tại sao, con nữ ai mà chẳng nhõng nhẽo. Rồi, đó là tính cách của cô gái. Em có thể giới thiệu sơ về mình, đang làm gì? À, em đang công tác tại chi cục thuế quận 11, nhận hồ sơ giấy tờ. À, nhận hồ sơ giấy tờ. Tính cách bạn như thế nào? Dạ, tính em thì nhí nhảnh hồn nhiên lắm anh. Nhưng mà đối với người quen biết em thì người ta mới nhận xét vậy thôi. Chứ còn những người chưa quen, người ta nhìn em, người ta nói em chảnh với lại ngồi. Thậm chí ác ác nữa. Tại vì nếu mà em không cười, nhìn mặt em chắc cũng ác thiệt. Không, em cười là ác hơn. Thôi em cũng cười. Tôi không tin rằng bạn lại không tìm được một nửa của mình. Tại vì anh có nghe người xưa người ta có câu là hồng nhan bạc phận đúng không ạ? Ý dạ, em hồng nhan bạc phận. Nên giờ em vẫn còn vậy. Em anh nghĩ rằng rất là nhiều người yêu rồi. Không có đâu anh, trong vậy mà không phải vậy. Nhưng mà em biết lý do tại sao mình phải có nguyên nhân của nó. Đó, em biết. Rồi. Ví dụ mà người chưa quen em cũng ngại nói chuyện lắm. Mặc dù em thích nhưng mà em cũng không có nói trước được. Rồi còn gì nữa? Cái yêu cầu của em chắc nó cũng hơi cao. Khoảng nửa trang giấy thôi chứ cũng không có nhiều lắm. Rồi nói sơ sơ đi. Dạ anh. Cao khoảng 1m6, 1m68. Rồi, tiếp tục. Dễ thương. Không quá chảnh. Mình kia cười anh. Cái cười không, không, chị Tường cười chứ không phải bạn gái này không có cười. Nữ công gia chánh, đảm đang tí xíu. Nấu ăn ngon thì càng tốt. Yêu trẻ con, biết thể thao cũng được. Thôi nhiêu đó đủ rồi. Nhiều đó là quá nhiều rồi á. Yêu cầu về bạn gái của anh đó thì cũng hơi nhiều. Em thì là một cái người phụ nữ của gia đình, có thể là đáp ứng được. Nhưng mà để coi cái thiện cảm như thế nào. Đó là yêu cầu của người ta. Bản thân mình cũng có yêu cầu của mình chứ. Cái mẫu người bạn trai của em, thứ nhất không lùn, không ốm, không khô, không bị hói đầu. Em sợ người bị hói đầu lắm. Sao vậy? Em biết. Dù này anh Quyền Linh anh ghét lắm. Anh là mém mém hói á. Phải biết đối nhân xử thế, ta nói là biết đối nội đối ngoại á. Tiếp theo nữa là phải rộng lượng, đừng có quá keo kiệt bủn xỉn, phải biết chia sẻ. Nếu như bây giờ là cái đối tượng bên kia là hợp nhãn với em thì em có nghĩ đến chuyện tương lai đó? Em sẵn sàng, tại vì em cũng lớn tuổi rồi. Để chị xem mắt trước cái đã nha. Xoay qua đây coi. Đẹp trai mà hơi gian. Rồi mắt coi.
Mắt một mí nó vàng lắm chị. Vàng quá vàng luôn. Bề ngoài em nó vậy á, nhưng mà bề trong khác. Bề trong sao khác? Giờ nói làm sao giờ ta? Nói đi, ủa tôi làm mai mối tôi có quyền hỏi chứ. Chị quýnh anh hoài luôn á. Gì vậy? Mình thấy vui vẻ, chắc hiền. Khuôn mặt vậy là có hậu, dễ thương, hiền. Trời ơi, lần đầu tiên có người khen tôi hiền. Không, hiền thì ở ngoài thôi, còn trong phim thì nóng dáng hơi nhiều. Quỷ quá. Trời, chửi em quỷ quá. Chị sợ là không phù hợp với em đó. Phù hợp với chị. Này phù hợp với chị. Nói nghiêm túc á, là chị thấy em thì rất là đầm thắm, nhẹ nhàng, thì chị không biết hai phong cách mà kết hợp là như thế nào, ăn thua em thôi. Dạ chào bạn. Dạ. Rất là dễ thương, nói tóm lại là hai người dễ thương lắm. Vấn đề còn lại là ăn ở sao thôi. Hôm nay em đến tham gia chương trình có đi ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ có một cô bạn của em. Chào bạn. Bạn thấy cái bạn trai bên đó có phù hợp với bạn gái của mình không? Phù hợp hay không chắc phải hỏi bạn em. Còn đối với em hợp. Sao toàn người gian không vậy? Em không thích gì ở người phụ nữ? Đi chơi nhiều quá, hút thuốc, rượu bia chút chút cũng được. Đừng có quá uống nhiều rồi đừng quá lùn. Em có hút thuốc không? Không. Uống rượu không? Em biết nhưng mà uống coi như có dịp, có dịp. Nhiều em khi... đi chơi nhiều không? Không. À, trời sao? Chúng ta sẽ cáo màn lên. Không đi chơi nhiều mà đặt thể hiện phong cách dân chơi, tào lao. Chém em kìa, anh đỡ giùm em mới nhét chứ. Chém lại sao gì? Chém lại sao gì? Chúng ta sẽ có 2 phút để cảm nhận, nói chuyện với nhau. Mời hai bạn. À, nãy giờ thì thấy anh bên đó thì cũng rất là tin. Dạ, tính em thì người lạ thì không có tin lắm, nhưng không có cởi mở lắm. Nhưng mà thân rồi, ai đã thân rồi thì lại muốn thân hơn. Anh cũng giống em, anh gặp người lạ anh ít nói chuyện lắm. Nhiều khi anh không có nói chuyện nên đâm ra người ta nhìn anh ta, chắc người ta nghĩ anh chảnh hay gì mà ta... Em hiểu, cái đó là em cũng giống với anh nên em cũng bị ế tới giờ luôn á. Em nhìn anh, em nghĩ anh sao? Dạ thì em thấy anh khá là vui tính. À, cũng biết cách dí dỏm, cũng hay chọc cười người khác thì em cũng tùy à, cũng hên xui à. Hôm nay rơi đúng cái cơn của anh hay sao ấy, chứ bình thường anh cũng ít nói. Quay có cơn hả? Có cơn không? Có. Em nhìn bề ngoài anh chắc em nghĩ anh ăn chơi đúng không? Dạ thì nếu như mà anh không có lên cái chương trình này, em gặp anh ở ngoài thì chắc là em cũng phớt lờ, chắc cũng không có gọi là... Anh hiểu. Tại vì bản thân anh nhìn vô kiến anh còn cảm nhận anh vậy mà. Công nhận miệng nó như anh vậy. Vậy còn bị đặt xì vậy nữa. Anh thích trẻ chung. Thật ra thì đó là cái sở thích của mình thôi, không có hại tới ai. Còn cái tính cách của mình mới là quan trọng. Nãy giờ thì anh thấy cái ưu điểm, nhược điểm của em như vậy đó, thì anh cảm thấy là được bao nhiêu phần trăm? 70-70. Vậy hả? 60-70 là đậu cho anh Quyền Linh. 6 điểm đầu. Quan điểm về hôn nhân của hai người như thế nào? Em rất là tôn trọng cái người bạn đời của em. Thí dụ như là sau này mà có quen nhau hay là lấy nhau về, điện thoại là em rất là kỵ người khác đụng vào của em. Mà em cũng không bao giờ đụng vào điện thoại của người yêu em hoặc là chồng em. Anh cũng giống em là cũng tôn trọng. Nếu mà em muốn kể anh nghe thì em kể, còn nếu mà em không muốn kể thì anh cũng sẽ tôn trọng anh. Anh cũng không muốn biết làm gì. Người ta nói rằng á là rất là sợ quen người bạn trai mình đẹp trai. Dạ. Yeah. Là nhìn điểu điểu rồi. Yeah. Có duyên. Dạ. Yeah. Em có sợ điều đó không? Thật ra ngay từ ban đầu cái tiêu chí của em tìm bạn trai á là về cái tính cách trước, xong rồi ngoại hình chỉ là phụ thôi. Giống như là ngoại hình là khoảng chừng 50-60 hoặc là như anh Quyền Linh là được rồi, không có cần phải... Ý em nói xấu hả? Ý em nói xấu đúng không? Như anh Quyền Linh chỉ là trường thường thôi. Anh chỉ là trường thường thôi. Rồi ok, chúng ta bắt đầu. Có 3 tiếng đếm để quyết định. Cục bấm đâu anh? Cục bấm thôi chị. Chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ và quyết định. Nếu đồng ý hẹn hò thì chúng ta sẽ bấm nút. 1 2 3. Hết thời gian.
Nắm tay nhau cái đi. Cảm giác thế nào? Chút phiêu phiêu. Nó có duyên, hài hước ha. Nhưng tôi biết rằng ở trong tâm hồn anh ấy có một cái chiều sâu thẳm vẫn trăn trở với con đường tình duyên của mình. Hy vọng là hôm nay các bạn sẽ có điều kiện, cơ hội để làm quen với nhau. Và điều gì đến nó sẽ đến. Chúc chúng ta thật thành công trong cuộc sống. Đây là thay mặt cho chương trình tặng cho hai bạn một cặp vé đi xem phim. Rồi muốn phiêu gì đó, nắm tay gì đó, muốn làm gì đó làm. Rồi cảm ơn hai bạn. Cảm ơn chương trình. Trời ơi, gì vậy? Đâu phải tình nhân đâu. Em đã cố tình em vô em thay bộ đồ ra em dìm hàng anh rồi mà cũng không được à. Cũng đỏ rực như nhau là sao vậy? Lét lén nhìn qua thấy ư, cái Tường thay đồ đỏ, anh cũng thay đồ đỏ cho nó có áo đồ cặp. Trời ơi là trời. Để ra mình nhận cái tin vui cho nó có hợp không? Lý có. Anh được nhận không? Nè, khoe khè nhanh nha. Bà mối Cát Tường nè. Trời ơi, gửi bà mối không gửi ông Mai ha. Được rồi, cái cặp này kỳ lạ thì gửi một người mà. Ủa, coi gửi tôi nữa. Diễn nữa, diễn sức nữa. Ông Mai Quyền Linh à. Kính thưa quý vị, bữa nay Cát Tường và Quyền Linh rất là vui. Và muốn chia sẻ cái tin vui, cái niềm vui đến cho toàn thể quý vị đang xem chương trình luôn. Ngày hôm nay á là ông Mai bà mối rất là vui khi mà được hai bạn Trung Tấn và Quỳnh Anh đến đây để bà gửi thiệp cưới. À, hai bạn này đã đám hỏi rồi. Và bây giờ hôm nay là mời ông Mai bà mối này là cái thiệp cưới. Nó có sách, nó có chứng. Bây giờ mình mời Quỳnh Anh với Trung Tấn lên luôn. Đâu rồi, mà hai bạn lên đây. Trời ơi, vui quá. Xin hiểu nào. Wow, hai bạn đứng giữa nào. Quá dễ thương. Đẹp đôi đó không quý vị, cho một tràng pháo tay. Mới ngày nào hai bạn còn ngồi cãi nhau ở hai cái ghế này nè. Tôi với Cát Tường cũng bối rối trong cái chuyện đó. Cuối cùng hai bạn bấm nút. Và bây giờ bấm nút nữa. Lên nữa. Vì hôm nay thì em cũng đến đây để có món quà tặng cho anh ông Mai bà mối. Cũng rất là cảm ơn chương trình và chúc chương trình ngày càng phát triển và có nhiều cặp đôi cũng đến được bến bờ hạnh phúc như tụi em. Trời ơi, hạnh phúc quá. Lấy quà. Cảm ơn hai bạn luôn luôn nhớ đến chương trình của chúng tôi ha, và gửi thiệp mời cho chúng tôi. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc, xin là con đàn cháu đóng luôn, sống tới răng long đầu trọc lóc luôn. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn hai bạn. Đẹp trai đẹp gái quá ta. Cầm cái lấy hên coi. Cái này của anh. Cái này của em. Của anh mà. Người ta nói là cho ông Mai bà mối mà. Của chung. Thôi, niềm vui đó chung, là đã chia vui quý vị rồi. Nhưng mà bây giờ ông Mai bà mối không có được nhiệm vụ của mình. Chúng ta còn một cặp đôi nữa thôi quý vị. Đúng cặp rồi. Đôi thứ hai của chương trình ngày hôm nay. Xin kéo màn xuống. Cắt cái này, cắt đi. Nhược điểm của em là em thích sợ tí ba. Cái gì? Rồi, mời bạn nữ đi Cát Tường. Mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Chào anh Quyền Linh, chào mọi người và chào bạn trai anh. À, bạn tự giới thiệu về mình, bạn tên là gì? Dạ, em tên là Nguyễn Thị Nhật Linh, năm nay em 27 tuổi. Hiện em đang là cộng tác viên nghiên cứu ở trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Mình nghiên cứu về gì bạn? Dạ, em là làm bên hóa chị. Dạ. Mời bạn nam của mình đi. Mời bạn nam. Chào bạn. À, chào anh Quyền Linh ạ. Bạn tên là gì? À, em tên Bình ạ. Em là 26 tuổi ạ. Em biệt danh là Bình Khờ. Bình Khờ hả? Bạn làm nghề gì? Dạ, thanh tra quận ạ. Thanh tra hả? Căng hả nha? Dạ. Bình Khờ làm thanh tra. Mày căng hả? Khờ sao thanh tra? Biệt danh vậy thôi. Chứ thanh tra là quyết liệt lắm á. Đúng là. Đúng không bạn? Đúng. Tại sao Liên Nghĩa Liên chưa có bạn trai? Trước đây em từng quen hai người rồi. Cũng chia tay đã lâu rồi. Từ đó tới nay thì kiểu càng ế thì lại càng sợ gặp phải người không tử tế. Cho nên em... càng khép kín mình. Dạ. Còn cái mặt hạn chế của mình? Nhược điểm của em là... em thích sợ tí ba đó. Cái gì? Em thích sợ tí ba. Mấy bạn nghe gì không? Nói lớn lớn xíu của bạn. Dạ, em thích sợ tí ba. Em thích sợ tí ba. Sở thích lạ lùng vậy. Dễ thương mà chị. Bây giờ vẫn còn cái sở thích đó. Dạ. Ba bạn có nói gì không? Dạ không. Nói chung là ba cũng đi quảng bá em dữ lắm rồi cái sở thích này của em. Không mà dễ thương mà. Dễ thương dạ. Quá ha. Ba là cũng muốn hối thúc bạn lấy chồng rồi đúng không? Dạ. Rồi chắc ba bạn hết thích cái sở thích của bạn rồi. Mới chuyển cho người khác đó. Rồi bạn trai.
Có trải qua mối tình nào chưa? À, em có trải qua mối tình mà cũng không phải mối tình, giống như là em thích một người con gái, nhưng mà đến lúc mà em muốn thổ lộ người đó thì người đó là chuẩn bị về quê nên chưa kịp thổ lộ. Giờ thôi. Dạ. Chỉ có một mối tình nữa thôi. Dạ, chỉ một mối tình thôi. Hung cái hung đầu tiên chưa? Chưa nữa anh ơi, nắm tay còn chưa nữa. Ủa sao vậy? Tại em nhút quá em không dám nắm tay. Không dám luôn hả? Không dám. Sợ bạn gái hả? Dạ sợ gái. Sợ. Rồi sau nay đến đây chi? Thì đến đây đã tìm người yêu mà. Thì sao nói sợ mà tìm? Thì sợ nhưng mà tìm hoài không thấy. Sợ mà thích. Rồi từ người yêu tiêu chí thế nào? Cho hợp tính nè, năng động hoạt bát vui vẻ, tóc tơ tém, người cân đối hiền. Giống ai không? Tóc chị cắt tường mà như tóc dài quá. Giống cắt tường hả? Dạ. À. Nhưng tôi mới nghe gì già quá. Tóc dài quá chị ơi. Dài quá không thích, thích tóc tém. Quan điểm của em về tình yêu là như thế nào? À, khi yêu nhau thì hai người phải biết chia sẻ với nhau và mọi thứ. Em không thích mỗi người mà khi mà bị áp lực ngoài cuộc sống hay gì đó và làm cho mối quan hệ của hai đứa nó căng thẳng, kiểu như giận cá chém thớt, thì em không thích như vậy. Mẫu người lý tưởng của bạn? Em thích người đàn ông tinh tế, mạnh mẽ, có ý chí, nhìn trưởng men. Cái điểm nào bạn không thích? Em không thích đàn ông bụng bự. Bụng bự? Hói. Hói. Nặng mùi. Nặng mùi. Còn gì nữa không? Em thấy có nhiều người lông tay lông chân nhiều á chị, em anh sợ. Anh dễ thương mà. Em sợ mấy người đó lắm. Anh làm gì anh sợ? Đó. Còn chào chị. Tại lại đứng gần gần đi. Không có rồi chị. Được rồi. Tay chân coi. Đây. Được. Không có lông. Không có bụng bự. Được. Có mà chè hết rồi. Không có nặng mùi. Được. Hỏi. Không có hói. Hơi hơi hơi. Kệ. Nắp ứng đủ rồi. Cũng được. Mặt ngủ ngộ sao ta? Bình khờ mà. Bình khờ. Mặt khờ khờ. Khờ lắm. Nói chung là cũng được, những cái tiêu chí em đưa ra là được hết. Đúng xác luôn, không có mùi. Nhiều khi xài nước hoa xịn đó chị. Không có. Mùi thiên nhiên. Nếu bây giờ mà hai người đồng ý nhau thì bạn có nghĩ đến chuyện kết hôn không? Dạ có. Rồi lấy vợ về ở chung ba mẹ luôn. Dạ ở chung á. Để làm dâu hả? Nếu mà vợ không thích làm dâu chị có không? Không biết về hỏi ý kiến ba má sao. Ví dụ ba má không chịu. À, thì năn nỉ. Không chịu luôn. Thì hỏi vợ, năn nỉ vợ. Vợ không chịu dứt khoát phải đi luôn. Thì biết sao giờ đứng giữa hai ngã đường. Vì chọn bên nào đi theo vợ hay ở nhà với mẹ? Chắc theo vợ quá. Theo vợ. Dứt khoát rồi đó nha. Có chịu về làm dâu không? Dạ theo em thì tại vì em không có, em chào anh. Chào em. Dạ, em không đặt nặng cái quan điểm mà về lấy chồng và làm dâu. Mình thương người ta thì người ta sẽ thương mình, nếu mà mình biết nghĩ cho mẹ chồng thì mẹ chồng cũng biết thương mình thôi. Em không đặt nặng vấn đề đó. Không sao. Dạ. Anh bên này anh nói theo vợ. Dạ cái đó em càng khoái hơn. Anh này cũng bình khờ, nhìn khờ dễ thương lắm. Thì nhìn thấy quà đó, thì không giống vậy mà khờ hơn thấy quà. Đi đóng phim chắc khờ lắm. Hôm nay bạn đi với một mình hay có đi có ai theo không? Em đi với hai người bạn của em. Dạ em chào chị Cát Tường, chào Quỳnh Linh. Anh thấy anh bên đó, anh bình khờ bên bển bển sao? Em thấy anh cũng khờ thiệt. Chưa chắc đâu à. Thôi em ý mới là ở phía vẻ ngoài thôi, còn phía trong em nghĩ chắc không khờ đâu. Em thấy ảnh cũng tạm. Riêng bản thân bạn là thấy cũng được phải không? Dạ thấy cũng tạm. Rồi cảm ơn bạn. Vậy bây giờ mình cho mở màn coi mặt lên Linh. Chưa, để coi bạn Bình có đi với ai không. Mình có đồng nghiệp đi theo ạ. Dạ anh Nguyên Linh, chào chị. Thì theo em thì em thấy bạn gái bên đây rất là dễ thương. Nhìn bạn cười rất là có duyên. Bạn Bình ở cơ quan có khờ không? Chung là cũng tùy cái nào mà ráng cần mà khờ là ảnh khờ dữ lắm. Giờ ảnh khôn chứ khờ gì. Thôi là khờ khôn á. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ kéo màn lên nha, để coi hai bạn. Trước khi kéo màn thì tôi hỏi nghe Bình câu nè, chứ trong lúc mà vợ mình buồn á, mình làm gì cho vợ mình vui? Nấu ăn cho vợ. Nấu ăn cho vợ. Dạ. Rồi gì nữa? Xoa bóp cho vợ. Có xoa bóp nữa hả? Mà làm gì nữa? Vợ buồn nữa hả? Ừ. Vậy thì mua quà. Mua quà. Nếu vợ giận nữa. Giận thì thôi biết sao vậy. Thấy ta khờ với ta quá Linh. Rồi kéo màn lên. 2 phút để gặp nhau, trò chuyện với nhau. Bắt đầu. Xin chào anh. Chào bạn.
Lần đầu tiên gặp mặt thì mình xin tặng lại cái món hoa. Em cảm ơn. Em muốn biết là anh là người có hay ghen không? Có hay quản lý, kiểm soát người yêu không? Không, mình không có hay quản lý. Thì chứ tin tưởng nhau là trên hết. Anh tự nhận thấy anh có phải là người nóng tính không? Mình không phải người nóng tính. Cảm nhận mình bình thế nào? Em thấy ảnh cũng dễ thương, nhìn cũng không đến nỗi khờ. Khờ quá, bị vợ ăn hiếp thì sao? Mình chịu sao giờ, vợ ăn hiếp chứ người ngoài đâu ăn hiếp được chị. Nhìn em đâu giống người hay hiếp người khác đâu chị. Vợ nóng quá, vợ đánh mình rồi sao vậy? Vợ đánh là thương mà anh. Thiệt á hả anh? Đánh là thương hả? Em thích cái này nữa. Khờ vụ làm bộ nói vậy, mốt vậy nó quýnh lại, nó quýnh là thương á. Chị làm em sợ lái xe em dám đánh nữa. Ví dụ bạn ấy giờ chủ động rủ bạn đi khách sạn sao? Dạ thôi, em không đi. Thiệt không? Sao không đi, lý do? Thiệt luôn hả? Chừng kết thôi mới đi. Vậy hả? Dạ. Quyết định giữ trinh tiết hả? Dạ. Hồi đó giờ có ai rủ bạn chưa? Chưa anh ơi. Có rủ ai không? Rất tiếc chưa anh ơi. Rất tiếc. Mày khờ thiệt không ta? Ủa vậy bạn còn đinh nữa hả? Dạ dạ. Ủa kết hôn về nhà chứ kết hôn đi khách sạn làm chi? Đúng không? Đi từng căn mật. À đi từng căn mật. Biết đi từng căn mật có biết làm gì không? Chị hỏi anh có biết không kìa. Để hỏi nè đó. Bạn hỏi biết không kìa? Biết. Biết thiệt không? Dạ thiệt. Biết làm gì? Biết bắt chước trên phim. Sai rồi. Vậy là anh có coi phim luôn á hả? Không biết nói gì luôn. Hai người nói tiếp đi. Mỗi người một câu cuối cùng nói về cảm xúc. Mời bạn Bình Khờ nói trước. Ngắn gọn. Nhìn bạn rất dễ thương. Mình rất thích bạn. Em cảm ơn. Rồi. Hết giờ. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định đồng ý hay không đồng ý. 1 2 Khoan khoan. Bạn tin rằng bạn nữ có bấm không? Có. Sao biết? Con tim ấy. Con tim nói hả? Tim nói trời dữ. Tim nó đập ghê đúng không anh? Tim ai đập? Tim trên TV. Ba. Hết thời gian. Tài cảm giác làm sao? Nắm tay đi. Cứ nắm tay tay coi làm sao, nắm vô tay coi làm sao. Đó, nắm chặt vô. Sao Bình, thấy sao Bình? Là chưa giờ nắm, chưa nắm tay thôi. Có giờ cái tay nó làm sao? Tay rung quá à. Cảm giác bạn gái làm sao? Đẹp. Hả? Đẹp à? Cay. Thôi từ thôi anh. Thôi anh. Thôi không đi. Không. Không phải Bình tên gái Hùng à. Gái Hùng cho không? Hả? Trời ơi, gái không to. Cứ không hung. Đây, gửi tặng cho hai bạn cặp vé xem phim. Hai bạn rất là dễ thương, để chọc cho vui thôi. Hy vọng rằng chúng ta sẽ còn tiến tới cái điều gì xa hơn nữa. Em cảm ơn. Cảm ơn. Thính mũi em đánh hơi á. Em có nghe hơi hám gì bên đây, có gì tốt không em? Được ạ. Em chân thành, biết quan tâm chia sẻ, có thể hỗ trợ được cái công việc nội trợ trong nhà. Dạ em phụ thuộc vào cái bản mặt của anh đó như thế nào nữa. Phụ thuộc cho bản mặt ha. Xin mời gia đình nhà gái. Chào cô bé xinh xắn. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Rồi, em giới thiệu về mình đi. Dạ, em chào chị Hồng Vân, anh Quỳnh Linh và quý vị khán giả. Chào em. Dạ, em tên là Trần Thị Huỳnh Như, năm nay em 23 tuổi. Em đến từ Bình Định, hiện đang là giáo viên mầm non. Vậy hả, ở đâu, em dạy ở đâu? Dạ, em đang ở quận 9 đó chị. Mời em trai. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân và chào quý vị em. Khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Dạ, em tên Nguyễn Ngọc Sơn. Gì? Em... Nguyễn gì? Nguyễn Ngọc Sơn. Của em ở Bình Định. Wow. Hai người cùng quê ha, mừng rồi đó. Em ở huyện nào ở
Tỉnh Bình Định. Em ở Phù Mỹ. Em ở Phù Cát nè anh. Phù Mỹ, Phù Cát sát bên luôn á. Dạ. Ha. Thì hiện tại em đang làm việc ngoài Hà Nội ạ. Em làm gì Hà Nội Sơn? Em đang làm ở phòng khám nha khoa. À, nha khoa Hà Nội. Dạ. Sao cười dữ vậy em? Trước đây em học chính là sư phạm thể dục thể thao. Và cũng có một chút gì đấy nó có duyên với nha khoa. Nên sau một thời gian thì lại chuyển ra Hà Nội. Ủa sao em làm nghề nó không hả? Không có liên quan tới cái em học hết trơn hả? Em vừa mới nói tới, gọi là em giới thiệu em xong cái bên đây bạn gái cười quá trời luôn. Giờ chị muốn biết tại sao cười dữ vậy? Khi nghe anh nói là anh làm nha khoa tại vì răng của em nó không được nhiều quá. Răng không được đẹp. Dạ, cho nên bây giờ gặp một người làm nha khoa mừng quá hả em? Dạ em. Nhưng mà đừng vì cái răng mà bấm nha. Bây giờ em nói luôn cái điểm mạnh điểm yếu của mình cho cái bạn bên kia nghe đi. Dạ ưu điểm của em là vui vẻ hòa đồng. Em thính mũi khứu giác đó chị. Em phân loại mùi vị rất là tốt đúng không? Em đánh hơi á. Em có nghe hơi hám gì bên đây có gì tốt không em? Dạ em thấy có chút gì đó cũng được á. Bên đây dầu thơm thơm vất luôn á. Bây giờ cái điểm yếu của em là gì nè? Dạ điểm yếu của em là em hay quên. Rồi em trai, điểm mạnh điểm yếu em là gì? Dạ điểm mạnh của em thì em chân thành, biết quan tâm chia sẻ, có thể hỗ trợ được cái công việc nội trợ trong nhà. Em thì thích chơi nhiều môn thể thao, thích là trồng cây, nuôi cá cánh. Có điểm yếu gì không? Điểm yếu của em thì đôi khi do thành tính quá, đôi khi hay quên, cộng hơi ít nói ạ. Bạn kia thích chơi thể thao, còn em thích nghệ thuật không? Dạ em thích hát và hát hay không? Mặc hỏi dù... hát hay không khó nói, cứ hát xong biết tại liền vì cô à. Giáo mầm non á cho nên rằng á là có nhiều cô giáo mầm non hát cũng ấy lắm. Em thấy em hát hay mà. Em hát thử đi em. Dạ vậy cho em xin phép được hát. 2, 3 bắt đầu. Mình yêu nhau nhé anh ơi, đừng tìm nơi đâu xa xôi, một người yêu riêng em thôi, em đã đến ngay đây rồi. Có khi đi ngang nhau, bước qua không quay đầu, lần sau cuối gặp nhau đừng chờ trăm năm. Mình yêu nhau nhé anh ơi, đừng tìm nơi đâu xa xôi, một người yêu riêng em thôi. Em bị đi đâu không? Em hơi hồi hộp, cái thứ nhất thứ hai nó bị quá hồi hộp, em quên lấy hơi. Vì quá hồi hộp, cái tông nó hơi cao, cũng có lúc gió nó hơi mạnh, nó cũng lạc qua chút xíu. Như vậy là bên kia có ca hát, bên em có thích ca hát không? Dạ cũng có. Em có mấy mối tình rồi? Em đã trải qua 3 mối tình. 3 mối tình. Mối tình ngắn nhất là bao lâu? Mối tình ngắn nhất là 6 tháng. Mối tình dài nhất? Dài nhất là 3 năm. Như tại mối tình đầu tiên ạ. Là do lúc đó còn học cấp 3. Còn em? Em có 2 mối tình ạ. Mối tình thứ nhất là mối tình hồi học cấp 3. Cái thứ hai là em đơn phương, mối tình đơn phương. Rồi bây giờ em muốn tìm một cái người mẫu hình lý tưởng như thế nào em gái? Đến với chương trình thì em hy vọng là em sẽ gặp được một anh như trong mơ của em thôi. Cao 1m62 đến 1m70 là được rồi. Cao hơn thì có được không? Dạ lỡ cao quá hả? Dạ em phụ thuộc vào cái bản mặt của anh đó như thế nào nữa. Phụ thuộc cho bản mặt ha? Thôi chị thay em, chị qua chị coi cái bản mặt coi sao nha. Trời em. Em mét nhiêu vậy cưng? Dạ em 1m8 ạ. 1m8 luôn em ơi. Được không? Được hay thôi bỏ? Không, em coi mặt ảnh như thế nào nữa, cái tính cách của anh đó như thế nào nữa chị? Tính tình đúng không? Dạ, sống thiện lành ạ. Không hút thuốc. Em hút thuốc không? Không, dạ không chị. Không hút thuốc. Có thiện lành không? Dạ có. Có. Và có bàn chân đẹp á chị. Em thích con trai có cái gót hồng á. Trời ơi, trai mà gót hồng hả? Em thương cái gót em coi ơi. Hay là xám? Gót này em... hồng chưa gì vậy? Không, gót có màu vàng rồi. Trời hay quá mà. Gót làm ruộng không à. Gót này đen rồi. Sao gót của em có coi. Hồng không? Dạ chắc cũng gót em cũng như gót anh Linh. Như gót anh Linh luôn hả? Con trai gót hồng khó lắm chị hai ơi. Nghĩa là nó chết rồi. Kiểu đẹp á anh. Đẹp đẹp á, bàn chân có đẹp không? Bàn chân đẹp á. Đâu em thử em bỏ đôi giày ra coi đâu chị nhắc. Chị coi giúp em với chị. Đưa gót lên chụp hình gửi qua bển ơi. Tao tìm người yêu nó phải rõ ràng. Không, cái gót bạn này cũng hơi hồng. Gót bạn này không phải là vàng trong như là của anh Linh, hiểu không? Hả? Gót này nó cũng nứt nẻ lắm rồi. Đưa mượn coi. Nè, nó gửi nó coi hình luôn đi. Ừ. Đó.
đó, cái bàn chân đó, đây cái gót này hồng dạ đó. Coi ở trên cái chân này nè chị. Trời ơi, ở phía trên này nè chị, cái nào? Cái mu bàn là... chân thiên can hơi nhiều được không? Lông chân ít thôi chị. Gì nữa? Em cũng hơi nhiều lông á. Bạn này nhiều lông cho bạn không muốn bạn trai có nhiều lông. Chân không có lông đúng không? Dạ không, ít thôi chị. Ít chút đỉnh thôi, chút lông hả? Thôi giảm giá thôi, giảm giá. Nói chân lên xíu tập luôn coi. Rồi. Kiểm tra hai hình nè, coi đi. Rồi cũng hườm hườm thôi em, không có nhiều. Quẹt nha. Quá, dạ, được à. Quẹt quá còn lộn được, hình rồi. Nữa nha. Rồi đúng gu luôn rồi. Đúng rồi. Chưa? Trời ơi, hồi hộp tôi cũng mướt mồ hôi luôn nè. Rồi đó, được đây chưa? Đây bây giờ anh coi bên nhà gái tôi đó. Dạ, em chào ta anh. Đẹp, ta có quyền. Gái. Em nói cái gu của em đi, chị chụp luôn hình gửi cho em nè. Thích có cái nụ cười có duyên. Ừ, có duyên, khỏi quá có chấp. Duyên rồi. Với quá cái có mặt duyên. Mình nhìn nó hơi phúc hậu một tí. Rất là phúc hậu luôn. Rồi, gì nữa? Chân tay gì có chụp hình gì không? Tay hơi dịu dàng. Có nhiều đó. Lông được không? Không. Không hả? Dạ. Đâu có nhiều, cái này giảm giá chút đỉnh thôi, không có nhiều. Được rồi. Nè, đi nè. Chụp hình giống nó mới tin chứ. Chụp hình luôn. Nay còn là chụp hình tay chân lông lá vậy không rồi trời. Nè. Được chưa? Nhìn được ạ. Thế không làm mối nó cũng khổ vậy. Khổ lắm. Dạ, coi lắm đồng tiền không ạ? Dạ, cười coi, rồi đó, ngon luôn. Còn gì nữa không? Để chụp luôn lúc. Dạ thôi. Tôi thấy cái trường hợp này nên cho các bạn gặp nhau đi. Chứ giờ hỏi người mình... thân thì đương nhiên phải hỏi người thân rồi. Chứ bây giờ không là chụp hình từ sáng tới chiều. Đúng rồi, không nổi đâu. Em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với dì và em gái cùng các chị đồng nghiệp ạ. Dạ, em chào chị Hồng Quang, em chào anh Quyền Linh. Chào em. Em là Kiều, là dì của Bé Như. Em đến từ Bình Định. Em có nhận xét bạn trai bên này như thế này. Bạn trai này rất là chững chạc, có công ăn việc làm ổn định. Được đã Bé Như ơi. Được ạ. Bạn trai đi với ai? Dạ, em đi với hai anh chị cùng đồng hương ạ. Dạ, đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh và chị. Rồi, mình thấy hai bạn có nhiều điểm chung là cùng ở Bình Định, cùng hiền lành, cùng thiện tính. Khi hai bạn đến chương trình này thì các bạn có cái duyên với nhau. Mình nghĩ là hãy tiếp tục cái duyên đó và tiến tới với nhau. Em cảm ơn. Rồi, cảm ơn em. Mở rào đi. Mở rào. Mở rào. Hôm nay đến chương trình thì anh có một món quà tặng gửi tặng em. Thì cái cây này là cây hạnh phúc, thể hiện sự may mắn, là một ngôi nhà. Đấy, nó cũng thể hiện là cái ước mơ của anh là có một gia đình nhỏ sống hạnh phúc bên một cái mái nhà đầy cây xanh và hoa. Dạ em cảm ơn anh. Dạ đến với chương trình em cũng gửi tặng anh một món quà. Cái này đôi giớ giống như lúc nãy em có nói là em con trai có bàn chân đẹp, nhưng mà đó không có nghĩa là lý do mà bàn chân xấu thì em không thể mở lòng mình. Tặng đôi vớ để bảo vệ gót sen chân hồng. Gót sen hồng. Dạ. Cái cây này là cây của em tự trồng hả hay sao? Cái này là em tự trồng từ cái thiết kế cái bối cảnh. Em tự làm hết đó. Rồi hai đứa ngồi đi, ngồi nói chuyện đi. Rồi không biết là cái cảm nhận của em đầu tiên khi gặp anh là như thế nào nha. Dạ em thấy anh thiện lành. Chỉ có cái chiều cao là nó ngoài sức tưởng tượng của em đúng không? Dạ đúng rồi em. Nhưng mà đẹp không? Dạ đẹp à. Anh có cảm nhận gì về em ạ? À? Mở rào ra thì tim anh nó hơi đập, hơi loạn nhịp. Anh muốn hỏi em á nhiều hơn một tí. Dạ. Rồi anh... cái hình mẫu người yêu của em như thế nào? Chân thành, thật thà và biết quan tâm chăm sóc. Dạ. Có một cái câu nói này mà anh cảm thấy là rất là tâm đắc, là khi đời đã khổ rồi xin yêu đừng có khổ. Nên anh muốn có một cái người yêu của mình á, biết quan tâm, chia sẻ. Và khi mà cả hai gặp khó khăn gì đó thì cả hai cùng nhau cố gắng để vượt qua. Nếu như mà chúng ta hôm nay có đến được với nhau, sau này mà mối quan hệ nó trở nên tốt đẹp, anh sẵn sàng vào đây với em chứ? Anh cũng có cái dự định là trong khoảng tầm hơn một năm đến một năm rưỡi thì em cũng sẽ chuyển vào trong này. Dạ, anh có thể hát tặng em một bài hát được không? Đứng lên. Cho nắm tay nhé. Dạ. Ánh mắt yêu thương ta trao nhau phút giây ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi, mình nguyện chung lối nhé em người ơi.
Rồi, câu chốt hạ là câu cuối rồi. Đó. Thấy hai bạn này rất là hợp, tâm đầu ý hợp, nói chuyện cũng rất là hợp với nhau. Gần như là nó rung rinh trái tim của chàng trai Bình Định luôn rồi. Mà cô gái cũng có cảm giác là có cái duyên nào đó, hình như duyên âm chẳng hạn, nó đến với mình, thấy không? Hai bạn cũng vậy, gần như là nó hợp với nhau từ lúc nào đó rồi đó. Mà ngày hôm nay nó xuất hiện ở trên sân khấu này. Còn em gái, cảm giác thế nào? Cảm giác tuyệt vời á. Tuyệt vời. Tuyệt vời, em tuyệt em không vời. Nói nên không biết nói gì luôn. Em cảm ơn chương trình. Rồi, cảm ơn chương trình. Chúng ta để tay vào hát thôi. Nào. Chuẩn bị, chúng ta sẽ bấm nút hay là không bấm nút? 3 2 1 Hết thời gian. Chúc mừng. Nào, hãy nắm tay nhau. Nắm tay liền. Bây những giờ nụ cười là rất là mãn nguyện. Và chúc mừng các bạn. Bây giờ trước mắt mọi người, gia đình hai bên thì em trai hứa điều gì đi. Em chào các chị. Thì em cũng... trước tiên thì em cũng cảm ơn các chị và chương trình đã có tạo cho em một cái cơ hội để được quen biết bạn được. Thì em cũng qua cái chương trình này thì em cũng xin hứa là sẽ cố gắng để mình được sớm được gần nhau hơn. Rồi. Và chắc chắn một nụ hôn đầu tiên sẽ xuất hiện. Nụ hôn đầu tiên. Rất là dễ thương. Hai đứa rất là tự nhiên luôn á. Không, bé này nó trong... cực kỳ thật thà luôn. Đúng bé rồi này. Chúc mừng hai em. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thôi, chúc mừng hai đứa. Nào, hãy nắm tay đưa đi để chúng ta hiểu nhau hơn và yêu nhau nhiều hơn. Rồi, đây, mời các bạn. Cây hạnh phúc này, hãy vun trồng nó nha. Cũng giống như cái tên của em vậy ạ, trung thực, thẳng thắn và nhiệt tình và chân thành. Dạ, thì theo lái gái theo chồng, mà anh đi đâu em đi đó. Rồi yên tâm rồi, yên tâm rồi. Có đông người thì anh cũng lâu lâu mà có một mình chắc phải tiếc á. Rồi rồi. Chắc mọi thứ anh gấp đôi hơn em thôi. Hai bạn này cứ giống như là sanh ra để cho nhau á. Đúng rồi. Và chúng ta hy vọng cặp đôi thứ hai cũng sẽ như vậy nhá. Đúng rồi. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Mời bạn trai. Rồi, ngồi đi em. Mời bạn gái. Bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi ha. Mình giới thiệu lớn lên, mặc dù là nó cách cái rào. Mời bạn trai. Đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh. Chào em. Chị Hồng Vân và chào cùng em. Toàn thể quý vị khán giả có mặt ở trường quay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Đinh Văn Bốn. Em đến từ Ninh Bình, năm nay em 33 tuổi. Ủa, Bốn làm việc ở đâu? Hiện tại em đang công tác tại tập đoàn Cimex. Em đang làm cho chi nhánh ở Ninh Bình và Hà Nội. Ở Ninh Bình luôn? Dạ, chủ yếu là Ninh Bình ạ. Còn em giới thiệu về mình đi. Dạ, em chào chị Hồng Vân ạ. Chào anh Huyền Linh, chào anh ở bên và chào quý vị khán giả trường quay ạ. Em tên là Nguyễn Thị Mỹ Thu, năm nay em 28 tuổi. Hiện tại em là giáo viên tiếng Nhật ở Nhật ngữ UPCC Bình Dương ạ. Em đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương luôn ạ. Ồ. Thế thì sao? Em nghĩ như thế nào về cái hoàn cảnh của bạn kia? Dạ thì em thích con trai miền Bắc ạ. Thành ra là các bạn yêu cầu thích con trai miền Bắc, chúng tôi đã có con trai miền Bắc. Ví dụ như nếu mà các bạn đến với nhau thì bạn có ra Bắc với anh ấy không? Dạ thì theo lái gái theo chồng, mà anh đi đâu em đi đó. Rồi yên tâm rồi, yên tâm rồi. Em trai, điểm mạnh điểm yếu là như thế nào? Cũng giống như cái tên của em thôi ạ. Có bốn tính cách của em là trung thực, thẳng thắn và nhiệt tình và chân thành ạ. Dạ. Bốn tính cách. Rồi còn có điểm yếu gì không Bốn? Cũng nhiều lắm ạ. Bốn điểm yếu luôn hả? Nhiều hơn ạ. Tắm lâu chẳng hạn. Khoảng bao lâu? Chắc tầng tiếng trở lên á. Trời ơi, chắc hao nước lắm à. Và... ở miền Bắc mà mùa lạnh mà em tắm lâu kiểu đó là gặp nó ông bà sớm luôn á. Ừ.
À, có đèn sưởi rồi ạ. Ăn chậm nữa. Lâu ăn bao lâu? Nếu mà có đông người thì ăn cũng lâu lâu, mà có một mình thì càng lâu ạ. Có một mình chắc phải tiếng ạ. Trời ơi, một ngày tắm 2 lần là 2 tiếng, ăn 3 lần là 3 tiếng, là 5 tiếng. Thời gian đâu mà làm việc? Em nghe cái em có bị hết hồn không? Thì em cũng tắm lâu, nhưng mà lâu khoảng nửa tiếng thôi. Anh lại gấp đôi, là em thấy là chắc mọi thứ anh gấp đôi hơn em hả? Chắc rồi. Về nhà hai đứa mà nữa có cưới nhau về chắc xây 2 cái phòng tắm quá. Thiệt á, rồi em ăn lâu không? Tắm. Dạ thì cũng không đến mức như anh đâu ạ. Dạ. Rồi giờ sao? Rồi em điểm mạnh của em là gì? Điểm yếu là gì? Dạ em thì em dễ gần, dễ bắt chuyện ạ. Sống tình cảm nội tâm. Công việc nội trợ hay là việc ngoài xã hội giảng dạy thì em khi mà em làm cái gì thì em đảm nhận rất là tốt. Rồi biết nấu ăn món Bắc không? Dạ không. Thích bạn trai Bắc mà lại không biết nấu ăn món Bắc. Nhưng mà anh có thể dạy em không ạ? Được ạ, anh cũng biết một chút về nấu ăn. Nhưng mà anh cũng thích ăn kiểu miền Nam. Bởi vì anh cũng đã có thời gian làm việc ở trong này 4 đến 5 năm. Ồ, vậy thì thoải mái rồi. Em hãy nói cho đàn gái biết là em có mấy mối tình rồi. Cơ bản thì em có trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên thì là trải qua hơn 1 năm. Mối tình thứ hai thì cũng được hơn 1 năm. Mà bạn gái đầu tiên thì em cảm thấy bạn ấy muốn em yêu nhiều hơn. Khi mà em chỉ cần hơi chậm lại một chút thì bạn ấy buông tay rồi. Người thứ hai thì bạn ấy quyết định đi sang bên kia với bố, bên Hàn Quốc với bố, nên là chia tay. Rồi còn em? Thì cái lý do mà em tham gia chương trình cũng như là cái điểm của em là không biết vì sao mình ế. Em mà ế hả? Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ thì em có 2 mối tình. Em quen một anh được 5 năm và 2 năm. Mà sao lại chia tay? Dạ là thời gian quen lâu thì đa số ngành là chỉ có như là một cái thói quen chứ không có còn quan tâm đồng nghiệp như thở ban đầu. Người thứ nhì là do không có hợp tuổi, gia đình phản đối quá. Cái điều mà em không thích nhất là cái điều gì ở người đàn ông? Gia quyền ạ. Gia trưởng đúng không? Dạ đúng ạ. Nhưng mà con trai miền Bắc thường là gia trưởng đó. Anh ơi, anh thì sao anh? Anh không gia trưởng đâu. Anh có một chút quyết đoán chứ anh không gia trưởng. Dạ. Nói chung anh thế nào cũng được, nhưng mà những việc lớn trong gia đình chẳng hạn thì anh cũng sẽ có bàn bạc qua với ý kiến của mọi người. Rồi còn điều gì nữa? Tiếp theo đó là không có cái mùi hôi dưới cánh tay à? Tức là ngoài Bắc mình gọi là gì ta? Tiếng phổ thông gọi là hôi nách đấy. Thôi chúc tự bên kia kiểm tra đi. Anh người lên kiểm tra giúp em đi cho cái độ tin chính xác nó cao hơn ạ. Trời ơi. Nhiều khi em mù quá em không có ngửi ra được. Anh chưa thấy có gì gọi là lạ hết chứ, yên tâm em. Ủa em có mong muốn bạn của mình phải đẹp trai, phải cao to? Nói chung về ngoại hình là phải đẹp à. Thì cao trên 1m65 là được. Cao trên cao mét như vậy cưng? Dạ, em cao 1m65 ạ. Chuẩn dạ, luôn. Dạ, chuẩn luôn ạ. Thức đi bộ đội đấy ạ. Dạ. Em muốn một người yêu lý tưởng như thế nào? Bạn gái là thấu hiểu mình, cảm thông. Cả hai người đều hiểu được cái cách mà mình đã lớn lên ở cái giai đoạn nhỏ như thế nào ấy. Qua coi đàn gái hơi sao ngon nha. Lành đó. Dạ anh, chào anh. Ồ, chào em gái xinh xắn. Nếu bây giờ hai bên mà hợp với nhau, hiểu với nhau thì khoảng bao lâu em chấp nhận cho đàn trai bước tới? Dạ em hỏi anh ấy một câu có được mà. Hỏi đi em. Anh ơi. Anh nghe rồi. Trong năm nay anh đã sẵn sàng đến với hôn nhân không ạ? Anh sẵn sàng rồi. Dạ em cũng sẵn sàng ạ. Hôm nay em trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi cùng với anh họ và anh rể ạ. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Qua chương trình thì nãy giờ em cũng thấy hai bạn trên nói chuyện với nhau. Thì qua đây thì anh cũng nói sơ về em của anh trước cho bạn gái cười được biết. Bốn rất là chịu khó và có sự nhiệt tình. Và nhất là trong vấn đề tình cảm thì rất là trung thực, chân tình. Bốn là con út trong gia đình, trong nhà. Như vừa rồi em mới nói là nếu mà em sẽ theo chồng về làm dâu thì anh tiện đây anh cũng nói luôn một điều để cho em yên tâm hơn. Người Bắc rất là quý nàng dâu, nhất là người miền Nam chắc chắn là được, luôn luôn được cưng chiều. Bốn ơi, thì anh thấy cô gái bên này thì rất là dễ thương. Hai nữa thì qua giới thiệu thì người Bình Dương là cũng một cái địa bàn ngày xưa em công tác làm việc trong này, em cũng rất va chạm rất nhiều Bình Dương. Còn nếu mà em có nhà ý thì mình về Bình Dương theo bà xã về Bình Dương ở cũng được, cái đó rất là tốt. Dạ, rồi em cảm ơn chương trình ạ. Hay quá. Rồi, cảm ơn. Rồi em gái đi với ai?
Dạ, hôm nay em đi với anh trai với lại hai chị họ. Anh ruột hả? Dạ, anh ruột ạ. Con xin chào chú Hoài Linh, cô Hồng Vân. Theo con nhận xét là thấy anh bên đây cũng được, thật thà, nói chuyện rồi cũng dễ nghe. Thôi em gái mở lòng cho người ta đi. Trời ơi. Thôi mở lòng. Dạ em chào anh. Có bó hoa tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Cái này anh mua để khi nào em đi máy bay ra thăm anh chẳng hạn thì dạ, em sẽ đỡ mỏi cổ hơn. Dạ em cảm ơn anh. con tặng quà cho. Thì hôm nay em tặng anh, mong là anh cảm ơn. Để bình an luôn ạ. Cảm ơn em. Ở trong đó có số điện thoại của em, anh nhớ gọi cho em nhé. Cảm ơn em. Em có gì muốn hỏi anh không? Tối qua anh ngủ có ngon không ạ? Cũng ngủ rất muộn nhưng mà cũng hơi hồi hộp, không được ngon lắm. Dạ em thức hình như gần hết cả đêm á anh. Anh hồi hộp quá, em hỏi anh. Dạ. Cảm nhận thì... cô gái thế nào? Bạn gái rất là xinh ạ. Dạ thì em muốn hỏi anh là như vấn đề về mà hai miền Nam Bắc á thì sẽ có khác về nhiều mặt, phong tục, về tập quán, về sinh hoạt. Thì nếu mà em về quê mình sống á, thì theo anh nghĩ là có những cái mặt khó khăn gì đối với em không ạ? Anh nghĩ là không có khó khăn gì nhiều. Thứ nhất là gia đình anh ở trong miền Nam này, anh em cũng rất là nhiều. Yeah. Anh thì cũng đã từng sống ở trong này. Về yeah, món ăn thì các thứ thì anh cũng hiểu. Yeah. Cái thứ hai nữa là chị của anh thì cũng có về ngoài đấy công tác rồi. Anh sẽ nhờ chị giúp đỡ em. Và anh cũng sẽ giúp đỡ em trong vấn đề về giao tiếp hoặc nấu ăn để làm sao em có thể hiểu hơn về người Bắc. Người Bắc thì trước đây mọi người nghĩ là hơi ra trường hoặc là hơi khó. Nhưng mà anh nghĩ bây giờ thì không như vậy nữa rồi. Mọi người cũng rất là hòa đồng với nhau rồi. Em cảm nhận về anh này như thế nào? Dạ thì em thích con trai miền Bắc là tại vì cái giọng nói. Cảm giác là lôi cuốn, trở ràng, trầm ấm. Rồi... bàn tay anh có đẹp không ạ? Đưa liền, lấy liền. Tới gần luôn. Đưa cho người ta coi bàn tay của mình nè. Em thử coi bàn tay. Dạ. Có đẹp không? Dạ, được ạ. Cô trước thì bàn chân, cô này thì bàn tay. Thì nếu như mà bắt đầu thì khoảng một tuần hoặc là một tháng thì anh có thể đến Bình Dương thăm em được bao mấy lần ạ? Nếu mà anh có thể sắp xếp tranh thủ được thì có thể một tháng sẽ vào thăm em một lần. Chị anh làm bên ngành du lịch thì anh có thể nhờ chị hỗ trợ về cái phương tiện đi lại ấy, thì để em cũng có thể ra ngoài đấy thăm anh được. Nghĩa là em ra thăm anh là em sẽ được đi máy bay thường xuyên đúng không anh? Dạ được. Nói nghe là em có dạ, phải là người kỹ tính không? Dạ rất luôn ạ. Những cái cụ thể về cái vấn đề em kỹ tính như thế nào dạ, thì đang cho bạn hiểu được mình hơn. Có cái tính hay quan sát hay xét mét, nếu mà sau khi mà cảm nhận xong cái bắt đầu suy nghĩ. Vậy ví dụ như là lúc cũng có tìm hiểu vài trường hợp, tại vì biết em thích sự dịu dàng ngọt ngào, lúc nào cũng dịu dàng với em hết, thì mà nói chuyện với người khác thì lại lớn tiếng lên. Các em nghĩ là trời, cái người này là nóng tính à, không có ngọt ngào gì hết trơn à. Bỏ bớt cái đó đi, anh nghĩ rằng cái sự đa nghi soi xét đó nó sâu quá, nó khổ mình đó. Giao lưu văn nghệ cái đi. Em có thể hát bài Biển Tình. Tại lạnh ngắt vậy? Rung á cưng. Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa, bọt tràn theo từng làn gió đưa, một vầng trăng sáng như tình yêu chúng ta, vườn ngàn hải ly cũng không xa, biển rộng đất trời chỉ có ta, thì dòng ngân hà mình cũng qua. Biển không biên giới như tình anh với em, hơn cả những vì sao đêm. Hay quá. Rất là ngọt ngào luôn. Tại anh ngắt mà rung nữa. Rung nữa. Nhưng mà cái đôi mắt người ta vẫn xoáy vào mắt của đúng em rồi. Vậy là chị thấy bản lĩnh lắm. Trước khi bấm nút thì em gái có đọc một câu thơ nào, như trong hồ sơ em đăng ký sẽ đọc một bài thơ nào tặng chàng trai không?
Dạ có ạ. Đọc đi em. Tìm một người tôi muốn được ở bên, muốn lắng nghe từng nụ cười hơi thở. Dẫu thời gian hai mái đầu bạc tết, vẫn yêu nhau đến hơi thở cuối cùng. Chuẩn bị 3, 2, 1. Hết thời gian. Chúc mừng. Rồi tròn đủ luôn. Bây giờ có thể nắm tay nhau được rồi. Chúng ta đồng ý hẹn hò với nhau rồi. Đó. Nụ hôn đầu tiên. Dễ thương lắm. Chúc hai em hạnh phúc nha. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Yagyo là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, lời ghê đi một về hai. Như thế là tốt rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ quen thuộc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và chương trình cũng xin chân thành cảm ơn thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã tài trợ chính chương trình này. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại. Chủ cũng sắp đặt cũng là mai rồi, cái tôi quen được đâu chắc chừng nửa năm, không có lộn nửa tháng chứ, nửa tháng chứ không có được nửa năm. Thôi yêu mà lộn nữa. Em thì mới có một mối tình ạ. Cách đây bao lâu? Từ thời em còn sinh viên. Bao nhiêu năm độc thân rồi? 9 năm ạ. 9 năm rồi nha bạn. Cái đầu tiên mà gây ấn tượng với em là cao từ 1m7 cho lên ạ. Được. Chân thành, trung thủy. Gu của em là cao to đen hôi ạ. Tình yêu của mình sao rồi? Yêu mấy lần rồi? Em chưa có yêu ai hết gì. Trong trắng vậy. Em có nghĩ là hôm nay em sẽ tìm được một nửa cuộc đời của mình không? Em cũng cầu nguyện, không biết sao. Làm gì nôn vợ dữ vậy? Tới rồi, muốn vợ quá rồi. Hẹn gặp lại vào lúc 15:20 Chủ nhật trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.